Chào mừng anh em quay trở lại kênh nhé. Hôm nay mình giới thiệu với anh em hướng dẫn cách nằm chuồng gà đó, cách nằm chuồng gà rừng. Thì nhìn chung là nằm chuồng gà rừng thì nó cũng giống như là cách làm các chuồng gà gà ta rồi gà thả vườn rồi các loại gà khác thôi. Nhưng mà đặc tính của con gà rừng này thì nhìn chung là nó cũng khá là khó nuôi, bởi vì nó vốn là ở hoang dã cho nên đặc tính của nó khá là nhút nhát đấy. Và một một năm thì gà mái rừng đó, thì nó thường là chỉ đẻ khoảng 2 lứa thôi, nên tỷ lệ đẻ rất là thấp. Đó là gà rừng rặc đó. Còn để cho gà đẻ tốt đó, khi mình nuôi đã qua lai tạo rồi thì nó gần giống như là gà nhà rồi, gần giống như gà tre rồi, cho nên nó khi nó đẻ thì nó cũng đẻ nhiều hơn. Nhưng mà để nó đẻ đạt được kết quả tốt đó, thì cách làm chuồng trại cũng là một vấn đề rất là quan trọng. Ngoài thức ăn nước uống ra thì vấn đề chuồng trại cũng rất là quan trọng nhé. Nếu mà nằm chuồng trại thì chúng ta nên làm cao ráo một chút, cao ráo thoáng mát, tức là phải có chỗ cho nó bay nhảy đó, để nó vận động á. Rồi phải đón ánh nắng, nhưng mà đón ánh nắng buổi sáng thôi nha, đừng đừng đón ánh nắng buổi chiều. Buổi chiều này rất là nóng mà không tốt. Đó là đối với gà 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 nuôi nhốt đó. Chứ còn nếu mà gà thả thả vườn hoặc thả ngoài tự nhiên thì không không bàn đến vấn đề đó, bởi vì gà thả ngoài tự nhiên thì mặc nó thôi, nó mặc sức đi lại và nó ngủ trên cây. Những con này thì hầu như là nó sống rất là khỏe và sức đề kháng rất là tốt, nhưng tỷ lệ nở con của nó thì cũng không được đạt đạt cao đâu, bởi vì mưa gió ở ngoài là thất thường á. Nhiều khi nó đẻ trong gốc tiêu, gốc bụi rậm hoặc gì đó, mưa nó ướt trứng rồi cáo trồn nó bắt đủ thứ hết. Gà rừng rặc tự nhiên á, thì nếu mà chúng ta mình nuôi ở nhà thì nhìn chung là rất là khó, tỷ lệ nó sống cũng không được cao. Và khi sinh sản, nếu mà chúng ta nuôi tốt mà nó sinh sản ra thì tỷ lệ sống của con cũng không không được tốt, bởi vì cái hệ tiêu hóa của nó không không có được thuần dưỡng như như là hệ tiêu hóa của con gà rừng lai đâu. Bởi vậy nếu mà trang trại lớn thì người ta sẽ không chọn hình thức là hoặc những người nuôi nhiều người ta không chọn hình thức là nuôi gà trống giặc hoặc trống gấp một đâu, bởi vì nó hiệu quả kinh tế nó không được cao á. Nếu chúng ta nuôi nằm kiểng, nuôi chơi thì chúng ta có thể nuôi thử 1-2 con, còn nếu mà nuôi để về phát triển kinh tế thì cũng không 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 được nha. Rồi quay lại vấn đề về về chuồng trại của con gà rừng thì tùy từng điều kiện mà kinh tế mà chúng ta có thể xây chuồng trại. Ví dụ như là chúng ta xây theo khoảng 3 hàng gạch lên, sau đó là rào lưới B40, rồi ở trên lập tôn hoặc là lập lập lá dừa hoặc là cái lá chanh, cỏ chanh gì đó chúng ta xếp lại, thì tùy từng điều kiện từ vùng miền mà chúng ta có thể làm. Cái nền đất của nó thì chúng ta có thể là rải cát hoặc là đất đất cứng, đất nó không phải đất mềm nha. Nhưng mà đặc biệt là cái nền nó đừng để cho mưa mưa đọng nha. Mưa đọng nước thì nó sẽ phân gà nó sẽ dây ra đó và chúng ta không dọn được thì nước nó sẽ đọng ở đó, thì rất dễ là bệnh tật ký sinh trùng rất dễ là phát sinh rất là nhiều, cho nên chúng ta cũng không không không
không nên làm chuồng để đọng nước nhé. Còn 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 đối với mình thì mình nuôi nhốt hoàn toàn, bởi vì bây giờ nuôi mà thả ra ngoài thì nhiều kê thủ đi và nghe tiếng tiếng gáy của gà rừng nó nhạy lắm, chỉ cần nghe tiếng thôi là các bạn ấy có thể tìm đủ mọi cách để các bạn ấy săn cho bằng được á. Mình tin chắc là nếu mà ai mình không không ví dụ như không nói là mình mấy bạn ở trong 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 dãy trong trong nhà trong dãy xa hoặc vườn xa nha, chứ mấy bạn nào mà gần gần đường á, dân cho khu mà cũng cũng hơi đông dân cư á, thì các bạn không tránh khỏi là mất mát đâu, mấy bạn đi nhanh, nhanh lắm. Và con gà gà trống thì các bạn biết rồi đó, gà trống rừng các bạn biết đấy, nó rất là thính nha, nghe thấy tiếng gà lạ đến gáy thôi là các bạn có thể là bay từ bên sơ từ bên suối bên này bay sang suối bên kia để đáp lại á. Cho nên không không nuôi, vấn đề nuôi thả là ở đây ở cho mình là cũng cũng không 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 nuôi được rồi, cho nên bây giờ mình nuôi nhốt là nhiều đó, thì tùy điều kiện các bạn có thể tận dụng lại những cái phế phẩm của các bạn còn thừa, với như miếng sắt miếng tôn hoặc cái gì đó, chúng ta có thể ghép lại thành một cái chuồng cũng được. Và đặc biệt là trên là phải có chống nóng nha, ý là nó là mùa hè các bạn biết rồi đó, ở trong miền Nam thì rất là nóng, miền Bắc cũng vậy luôn, có thể lên tới 37 38 độ, có lên tới 40 độ, mà cái mà nuôi nhốt như vậy mà không không thoáng mát hoặc là không đảm bảo nhiệt độ thì con gà rất dễ là mất nước và nó suy rồi nó yếu dần, rất là không nên đó. Bởi vậy cho nên chuồng gà nó phải thoáng mát, và buổi sáng là phải hứng được ánh nắng từ từ sáng cho đến tầm 9 giờ 10 giờ để ánh nắng hắt vào thì gà rất là tốt. Còn ở dưới nền thì mình nát xi măng và mình rải một lớp lớp chấu, lớp mùn đó, rồi mình rắc đệm lót sinh học vào đó. Sau khoảng 3 tháng hay là hoặc thấy nó bẩn rồi thì chúng ta thay đệm lót thôi. Đệm lót thì chúng ta làm phân bón cây rất tốt đó, khi gà đón ánh nắng thì lông nó rất là mượt và đẹp nha. Đối với làm chuồng gà đẻ thì cũng cho gà rừng này thì cũng dễ lắm, con gà này rừng đặc biệt nó rất thích đẻ chuồng chuồng cao á, không có ý này, khi khi mà không có thì nó mình làm ở ổ đâu thì nó đẻ đó thôi, làm thấp thì nó đẻ thôi, nhưng mà nó rất thích tức là những cái chỗ kín đáo á. Còn mình thì chuồng rộng rãi thoáng mát này thì mình không có kín thì mình cho nên treo nó lên cao, mình lấy cái giỏ đó, cái giỏ đựng rác nhỏ nhỏ đó hoặc là cái thùng nhựa đó, chúng ta có thể treo lên trên cao để chúng ta cho nó đẻ trong đó. Đây mình quay cho các bạn xem, nó buổi sáng ánh nắng sáng nó hắt vào trong trong chuồng gà nhà mình này đó, cái ngoài kia là cái lưới bên lưới đen đó, thì sợ mưa nó tạt cho nên mình chắn một lớp lưới đen. Còn nắng buổi chiều thì mình che hẳn tôn lại, ở trên mình đã có lớp chống nóng rồi đó, cho nên buổi sáng nó nắng rất là dịu và đẹp, cho nên gà nó để phơi nắng nó bới nó ăn. Đặc biệt là làm nhiều cái chỗ đỡ cho nó đậu nha, bởi vì gà rất thích là bay nhảy và đậu ở trên những cái chỗ cao á, tối nó ngủ cao lắm, ngủ tuốt trên nóc 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 nhà đấy. Cái thanh thanh chắn ngang của mình nó ngủ tuốt trên cao luôn á. Đây là đàn gà được hơn 1 tháng tuổi đây nè. Bạn mấy bạn gà này thì mình
nuôi trong 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 chuồng ốm cơ, nhưng mà trời nắng thì mình mùa này mùa dịch mình rảnh nhá, nên là mình sáng sáng mình cứ bắt mấy bạn ấy ra để cho mấy bạn ấy phơi nắng. Đang phát triển rất là đẹp. Mùa mưa này dễ 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 nhiễm bệnh đó các bạn, cho nên thỉnh thoảng các bạn phải để cho phơi nắng chứ đừng để trong chuồng ốm mãi. Mình có ít thì mình cho phơi nắng được, chứ như người ta nuôi mấy trăm con ấy thì chắc không làm như thế được đâu. Người ta phải cho tiêm vaccine rồi thuốc thang đủ thứ để nó gà nó không bị nhiễm bệnh. Bởi vì cái mùa mưa này này gà nó rất hay bị nhiễm bệnh á. Mắt nó chảy nước mắt, nó sưng phù đầu rồi nó phân xanh phân trắng. Nên tại vì mùa mưa này những bệnh nó dẫn rất rất dễ là nhà bị vi khuẩn nó dễ phát triển á. Nhiệt độ thấp, độ ẩm cao nó phát triển ghê lắm. Cho nên gà nhiễm bệnh. Bởi vậy cho nên gà sống được qua mùa mưa này, nhiều bạn nói là mùa mưa này hay gà hay bị chết á, không có gà chơi đó. Là nguyên nhân là vậy đó, cho nên mùa mưa các bạn cẩn thận một chút ha. Rồi video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.